Vừa qua, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Công Thương, đại diện các bộ ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các trung tâm khuyến công, trung tâm tiết kiệm năng lượng, các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong bối cảnh kể từ năm 2015, Việt Nam đã chuyển từ nước xuất khẩu năng lượng sang nhập siêu về năng lượng và ngày càng phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch nhập khẩu. Việc đầu tư phát triển các dự án nguồn và lưới điện đòi hỏi phải có nguồn lực rất lớn của xã hội. Vì vậy, việc sử dụng điện, năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện, bảo vệ nguồn tài nguyên năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu. Ngày 8 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Chỉ thị đề ra mục tiêu tiết kiệm mỗi năm 2% điện năng tiêu thụ, cũng như xác định các giải pháp mà các bộ, ngành, địa phương và các đối tượng sử dụng điện phải thực hiện để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu đề ra. Thông qua các hoạt động này, Bộ Công Thương mong rằng tất cả các đơn vị sẽ nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cùng nhau thúc đẩy, triển khai mạnh mẽ các hoạt động này từ trung ương đến địa phương.